Cây nó rất là cứng nha bà con. Và một phần là cũng do cái đặc tính của cái giống ST nha bà con. Và kết hợp với cà màu thô hợp chọi thì dàn lúa nó cứng khủng khiếp lắm. Và bà con mình kết hợp thêm với kẽm nữa, ảnh kết hợp thêm với kẽm nữa thì quá ok luôn. Dàn lúa cực kỳ cứng luôn. Và đối với cái việc mà phun xịt nè, cái sản phẩm của IFARM nè bà con thấy nè. Lưng đi lưng làm á thì giống nào cũng vậy hết. Nó rất là dễ bị cái lem lép và cái phẫn, nên là lưng cho anh kết hợp cái bộ ba nha bà con. Phẫn kẽm là Gabacito để mình vừa tiến vừa lùi luôn. Kẽm để nó bổ trợ những loại thuốc khác tốt hơn, dày lá, dày cái vỏ chấu để mà đỡ bị sâu bệnh hại nha bà con. Và bên cạnh đó cái chai là Gabacito thì có gốc nấm phổ rộng, nó cũng giải quyết được vấn đề là dạng lá chín sớm rất là tốt. Ở giai đoạn lúa công giấy me thì anh có kết hợp với song mã đó bà con, gốc nấm phổ rộng để mà bảo vệ bộ lá đồng ở khâu sau này. Đấy mà chứ đang thí điểm mà. Dạ. Mấy bán đó luôn đó. Là sẽ hết bên em luôn. Hết trơn toàn bộ đó. Dạ. Đối với dàn lúa mà Lương đang quay cho bà con xem nè, hôm nay là được 88 ngày nha bà con. Đối với bà con ở Cần Thơ, cái vụ đông xuân này là bà con làm ST25 rất là nhiều. Vương. Ừ. Hôm gài có nghe giá lúa nhiều anh Phương? ST nè. ST hả? Ừ. Nó trả hiện giờ là 7.400. 7.400 là thời điểm là còn khoảng chừng 20 ngày thu hoạch đó ha. Dạ. Thì theo Lưng được biết, anh Phương đã nói với Lưng là đối với ST25 này nè bà con, thì giá hiện tại là lái đang mua là ở cái mức là 7.400, 7.500 trong khoảng đó đó bà con. Ừ. Lộn dương bông lá xanh giận gì ghê. Ở đây là có một cái bông đài thơm sen vô nè bà con, lộn vô nè bà con thấy nè. Thì đối với Cần Thơ, Lưng kết hợp cũng rất là nhiều bà con làm cái đài thơm. Có thể là Lưng chuyến này Lưng đang đài thơm cho bà con xem rất là nhiều. Những bà con nào làm cậy luôn thấy không? Nè nè. Ừ. Nhánh giá đưa ra nè. Dạ. Cứng hết trơn nè. Những bà con nào làm đài thơm vô đông xuân nè, bà con mình có thể là theo dõi kênh. Tương lai Lương sẽ đăng cho bà con xem rất là nhiều cái miếng lúa kết hợp với IFARM, miếng lúa đài thơm bà con. Cái bộ lá đồng hiện tại thì 80 mấy ngày cũng còn rất là đẹp nha bà con. Gần đó đó, bà con thấy hai màu khác biệt ha. ST nó đặc trưng của nó là như vậy đó. Thì đối với cử cuối, cái cử cách đây 3 ngày nè, anh xịt cử công với me là anh kết hợp rước hạt cái Gabacito bà con, để giữ cái màu xanh của cái bộ lá đồng, giống như là trợ lực đó. Rồi kết hợp thêm kẽm 700 nữa anh. Dạ, sông mã. Thì đối với sông mã thì thường Lưng cho bà con xài ở cử công với me, cái gốc nấm phao rộng và cái phẫn. Đó, cái phẫn nhẹ, tức là cái phẫn để mà bà con bảo vệ những cái vé ở phía sau. Tại vụ sau là mình làm nước sạch toàn bộ là mình xài nó sạch chai rồi đó. Rồi, là đạt hết ha, mấy cái gốc thuốc á. Tại là lúa sạch nó tép đó. Dạ. Hồi đó cái khu này cũng bị mưa dập nhiều hả anh Phương? Đây. Đối với dàn lúa của anh á thì miếng nào cũng vậy chứ. Bị mưa dập rất là nhiều nha bà con. Nên là anh xịt mà thôi hợp chọi thì ảnh phun xịt giai đoạn lúa nhỏ và giai đoạn nuôi đồng luôn, để mà kích đồng để mà cái bông to, giống như là thường Lương nói là hỗ trợ hấp thu cái lượng phân bón gốc mà còn tốt hơn á. Còn vừa đông xuân có xịt mập thân một chợ là cái bông nó bự hơn bình thường nha. Dạ. Bự hơn mấy cái lúa mà nó làm xịt 45 ngày. Ừ. Mình sẽ thăng cấp nhỏ nhỏ là cái bông nó bự hơn. Yeah. Mà cái bông nó đông đặc hơn. Dạ. Yeah. Nó đều bông ha. Đều bông hơn. Dạ. Yeah. Lại có làm thử cho rồi mấy mẹ ông mới biết. À, tức là cái anh ruộng kế bên đây nè, vụ tới là cũng kết hợp theo anh luôn. Nếu mà tính vụ tới anh tính làm giống gì? OM18. OM18 ha. Dạ. Yeah. Đối với cái vụ sau Tết đó bà con thì rất là nhiều bà con chọn hai giống mà Lương thấy á, là bà con làm nhiều là OM18 và cái 5451. Là bà con làm rất là nhiều luôn hai cái giống đó. Tại vì Lương đi thì cái giống nào thuận thì Lương sẽ khuyến cáo bà con làm. Đối với OM18 thì cái vụ tới nè thì làm cũng rất là thuận, nhưng mà con rất là dễ sau Tết á. Nhưng mà cái việc mà nắng, cái việc mà nắng sau Tết rất là gắt nha bà con. Cái việc nở chồi nở bụi thì Lương thường khuyến cáo bà con á, có thể OM18 thì bà con có thể là xạ ở cái lượng giống là tùy cái dịch hại của bà con ở khu vực nữa. Bà con có thể là xạ ở lượng giống nếu mà con lớn tầm khoảng 18 đến 20 kg là vừa. Cứ cặm bông trăm, 110 hạt là trúng á bà con, OM18 á. Tại vì cái tỷ lệ nở bụi của cái thời điểm mà bà con xuống giống sau Tết này nè, nó rất là gắt. Nắng á bà con, nắng rất là gắt. Nên là cái việc nở chồi nở bụi nó sẽ không có bằng ở những cái vụ mà mưa nhiều. Đối với cái dàn cây thì cứng vô địch luôn nha bà con. Dàn cây rất là cứng. Dàn cây cực kỳ cứng luôn. Và đối với một cái chùm bông ST á, bà con lắc vô bà con thấy là nặng tay luôn. Tại vì cái bông nó rất là to. Đối với ST á, cái đặc trưng của ST là vậy đó bà con. Bà con lắc vô bà con cảm nhận được luôn, nó nặng tay. Tại vì cái bông cầm mức mà 200 mấy 300 hạt không à. Đối với cái vụ này thì anh xài hết bên IFARM luôn á bà con. Kẽm là anh xịt 2 cử anh Cầu. Ủa anh Phương. Đón đồng nữa hả? Đối với dàn lúa của anh đó thì ở giai đoạn đồng đó thì anh xịt mà thôi hợp chồi nè. Rồi anh kèm luôn cái kẽm nha bà con. Để cho dàn lúa nó cứng. Tại dàn lúa anh cái đợt này anh thả vàng. Đối với ST thì dàn lúa thường Lương thấy á, là ít nhất cũng khoảng 1 mét. Thường là dao động mức là 1 mét đến 1,2 mét là nhiều. Thì cái việc mà cứng cây á, thì rất là cần bà con. Để mà hạn chế cái vấn đề là đổ ngã nha bà con. Đối với cái việc mà hạt sáng á, thì ok rồi. Và cái màu sắc của bò lá đồng hiện tại cũng rất là đẹp rồi. Một số clip trước đừng có nói đó. Đối với ST thì sâu lá là không có sợ, nhưng mà bà con mình phải kỹ cái sâu đục thân để mà bảo vệ cái số bông trên cái diện tích. Ở giai đoạn núi nhỏ thì bảo vệ chồi là cái nền tảng cho cái bông sau này. Mình làm cái gì thì mình biết rõ cái giống đó như thế nào thì bà con mình sẽ dễ chăm. Còn đối với cái việc mà phẫn hạt trên cái tê mùa mưa cũng rất là nhiều nha bà con. Còn cái đầu cổ bông thì Lương thấy là hầu như là không xảy ra, rất là ít, rất là thấp. Ở đây một số bông đại thơm nè bà con. Hạt sáng ghê không? Một số bông đại thơm mà xen vô nè. Đối với cái trà lúa của anh Phương ở khu vực này nè, đối với nhiều bà con khu vực này nè, là dính mưa bà con. Bà con có nhớ là hồi Tết, hồi cái mùng 1 với mùng 3 không? Là mưa đó. Và dưới cái thời điểm trước Tết á, cũng có mưa nữa. Nên là những bà con nào mà nhất là đại thơm á, bà con chỗ ngay mưa bà con rất là sợ luôn. Nổi da gà không phải giỡn đâu. Giả lúa có nè, mà chỗ ngay mưa thì bà con mình rất là lo luôn. Cái vấn đề mà lép và vấn đề là bệnh á, đặc biệt là đài thơm á, cái đợt này rễ cấu bông cũng rất là nhiều nha bà con cẩn thận. Xịt luôn cho Lưng ở giai đoạn mà cái đầu ôn ở giai đoạn mà lúa cong giấy me nha bà con, đừng bỏ đầu ôn nha. Tại rất là dễ bị đầu ôn cổ vé. Còn đối với tê thì cái cử này là xịt là bỏ được nè bà con. Tại vì trong cậy hiện tại là có sữa hết rồi. Hiện tại có sữa hết rồi. Là không có lo vấn đề vô gạo. Chủ yếu là ảnh đưa Gabacito vô ở giai đoạn lúa cong trái me giai đoạn này nè. Để cho cái việc mà giữ bò lá đồng, cái hàng nó tươi với bà con và nó vô no. Tại vì cái gì cũng vậy chứ tới phút cuối này nè, cái dàn lúa của mình nó rất là dễ bị mất sức. Mình phải trợ lực thêm. Thì nhiều bà con á, sử dụng là bón phân nước hạt á. Thì đối với bên IFARM á, là để tiết kiệm cho bà con, bà con có thể là kết hợp thêm với Gabacito 50cc. Nếu mà dàn lúa bà con quá yếu lực, bà con có thể tăng lên là 60. Vẫn bình thường hết nha bà con, không vấn đề gì hết. để mà trợ lực cho cây lúa của mình nó vào gạo ngon hơn bà con. Như bà con thấy nè, hiện tại nè, sữa hết trơn rồi. Bà con thấy đó, ST á, thì cái việc vào gạo bà con không có lo. Đối với ST á, Lương thấy ST24, ST25 như vậy chứ vào gạo rất là đạt, không lo vấn đề vào gạo. Chủ yếu làm sao mà giữ cho cái bộ lá đồng nó còn xanh tới thu hoạch, để mà bà con cân nặng ký thôi là ok đó. Đối với chỗ anh thì làm lúa sạch đó bà con, công ty người ta bao tiêu á, và người ta đưa ra những cái hoạt chất thuốc á, mà người ta cho xài, thì đối với iFarm là đáp ứng được hết luôn. Nên là anh kết hợp hết với iFarm bà con, cả quy trình luôn, từ cái giai đoạn mà lúa nhỏ tới giai đoạn lúa lớn luôn, tới thời điểm hiện tại luôn nè. Là anh xịt cách đây 3 ngày đó, cử công á, là cuối rồi đó bà con, là không có xịt cử nào nữa hết á. Tại vì cái dàn cây á bà con bị thưa, như bà con thấy nè, bị mưa dập là cái khuyết điểm đầu tiên rồi. Nên là cải thiện cái số lượng hạt trên một bông, cho nó nhiều lên, tầm khoảng 300-400 hạt, để mà cải thiện lại, bù lại cái năng suất dàn lúa của mình bị mưa dập thưa bà con. Đối với cái hạt của ST thì rất là dài và bông rất là to luôn. Sữa hết trơn rồi, sữa no hết rồi bà con. Thì đối với cái khâu sau này nè bà con á, nếu mà bà con nào đang ở trong trạng thái là 80 ngày 90 ngày á, thì bà con làm sao á, giữ nước ở trên đường nước nha bà con, đừng có khai khô và khô hết, còn nước trên đường nước là đẹp, và ruộng của mình nó còn ẩm. Cái tới cái thời gian thu hoạch sau này nè là nó vừa khô luôn, máy cắt là ok à, chứ nó không có bị mà cái tình trạng mà bị lún lầy là được nha bà con. Bà con đừng có kiệt nước sớm, kiệt nước sớm mà cắt nước khô luôn dưới đường nước á, lại dàn lúa nó sẽ chín, cái đó là cái bản năng tự nhiên của nó.